Rồi, hôm nay mình demo tiếp cái phần giỏ hàng nhé. Thì cái giỏ hàng mình sẽ cần xử lý một số vấn đề như sau này. Thứ nhất là khi cô add vào cart thì cái số lượng này tăng lên. Đồng thời là cái sản phẩm này cô được add vào cái danh sách. Và danh sách để ở đâu? Vào cái sản phẩm này. Thì khi add vào cart thì cái số lượng này được tăng lên. Ok, số lượng này đang để một cái biến toàn cục. Ok chưa, số lượng này tăng lên. Ok đó. Thứ hai nữa là cái sản phẩm này được add vào một cái mảng giỏ hàng. Đấy, được add vào một cái mảng giỏ hàng thì mình sẽ kiểm tra như sau. Nếu cái giỏ hàng này chưa có gì, tức là ở đây cô đang để một cái flag, cái cờ để là phone, tức là nếu giỏ hàng mà chưa có gì cả, đúng không ạ, thì sẽ put giá trị, put cái item đó, cái item mà mình truyền vào này nè, vào giỏ hàng. Còn nếu như mà tôi kiểm tra trong mảng giỏ hàng mà sản phẩm nó đã tồn tại rồi, sản phẩm tồn tại rồi, thì tôi sẽ không put mảng nữa, tôi không thêm một phân tử vào nữa, mà tôi sẽ tăng số lượng của cái sản phẩm đã tồn tại. Cô lấy ví dụ, cái này là cô đã có một sản phẩm rồi, bây giờ thêm một cái sản phẩm nữa là 2. Rồi mình check xem cái giỏ hàng đã lưu cái gì. Các bạn mở cái log ra, các bạn check là giỏ hàng hiện tại của tôi đang lưu cái sản phẩm là SP03, đúng không? Với quantity là 2, tôi bị add 2 lần. Rồi tôi add thêm lần nữa một cái sản phẩm khác, add card. Thì bây giờ cái giỏ hàng của tôi sẽ bây giờ là gồm, đâu rồi? Refresh lại nhé, tôi test lại cho các bạn nhé. Đầu tiên là tôi add cái thứ nhất, là được cái sản phẩm thứ nhất, mã tên nè. Đấy, add vào nè, add vào array card nè, với quantity số lượng là 1 nè. Rồi bây giờ tôi thêm cái sản phẩm thứ hai. Đó, sản phẩm thứ hai. Nó vẫn là quantity là 2 hả? Vậy nó bị trùng mã các bạn ạ, bị trùng mã. Bây giờ tôi sửa lại cái dữ liệu tí nhá. Dữ liệu là đang là mã. Sao lại mã 01 ta? Tôi xóa cái sản phẩm này đi nha. Đây, giỏ hàng bắt đầu 01 nè, 02 nè, 03 nè, 04, 05. Ok, ở đây tôi lấy cái mã giỏ hàng, tôi add cả object vào, và tôi so sánh mã. Nếu mà bằng rồi obj.mã, cái sản phẩm mà tôi lấy xuống so sánh với cái sản phẩm ở trong giỏ hàng mà bằng, thì tôi mới tăng số lượng lại nha. Add card cái được một phần tử rồi, add cái nữa nó phải được 2 phần tử mới đúng. Rồi cái này nó vẫn tăng số lượng lên là 2 và mã vẫn là 1. Vậy là cái phép so sánh này nó luôn trả về true. SP chấm mã. Rồi bây giờ tôi check lại cái điều kiện nè. Vậy là mình sẽ check gì đây ạ? For array card chấm len, if array card này chấm sản phẩm, tức là nó sẽ lưu là ở dưới dạng sản phẩm SP. Một phân tử sản phẩm nó lại là một cái object khác này các bạn. Nó lại là một cái object khác nè. Chấm mã. Rồi, mình lock nó ra các bạn. Mình lock nó ra nha. Mình lock nó ra. Lock cái array card này
xem nó là cái gì. Ok, mình để là cái phân tử thứ y, sản phẩm y. Rồi mình lock tiếp cái object hiện tại, mình lock là obj sản phẩm chấm mã, xem nó là cái gì. Rồi mình lock là current, là cái hiện tại tôi đang add vào. Ok, rồi các bạn lock thử nhé. For, rồi ok, tôi lock cái này ở ngoài một lần nữa, tôi lock ở ngoài nhé. Đây, rồi tôi add cái đầu tiên nào. Thì nó bảo là undefined. Ok, rồi rồi, cô hiểu nó lỗi chỗ nào rồi. Ok, cô truyền xuống rồi, cô lock ra, cô add vào đây. À, nhưng mà chưa đúng, cô quên một chỗ là cô phải, cái này đang là chuỗi, cô phải ép ngược nó lại về object. Bởi vì khi cô gán, cô đã convert nó sang chuỗi. Cái recent stringify này là convert một cái object thành chuỗi, và tôi phải convert ngược lại thành object tôi mới dùng được. Vậy là tôi sẽ gán lại một cái là obgsp gán bằng recent.path, tức là tôi phải convert ngược lại, đúng không ạ? À, tôi convert nó ngược lại thành cái object mới được. Đây, bây giờ thì nó sẽ không còn undefined nữa. Add, nó sẽ là sp001. Thấy không ạ? Nó không còn undefined nữa. Ok, đấy, thì bây giờ nó so sánh được rồi đấy ạ. Rồi, khi add vào thì nó có một cái sản phẩm đấy các bạn. Đấy, quantity là 1. Tôi add cái thứ hai thì nó sẽ phải ra hai sản phẩm đấy các bạn. Sản phẩm 1 có quantity 1 và sản phẩm 2 có quantity là 2. Bây giờ tôi add lại cái 1 cái nữa thì nó sẽ không có put một phân tử vào mảng nữa, mà nó sẽ tăng quantity lên, lên là 2. Số quantity nó sẽ tăng lên là 2. Ok không ạ? Đó. Vậy thì những cái sản phẩm mà nó trùng, những sản phẩm nó trùng thì nó sẽ tăng số lượng, chứ nó không put sản phẩm này vào cái danh sách mảng nữa. Ok, cái này cô đã giảng trong cái bài lắp 5 á, bài 2 á, là cô đã giảng rồi. Tức là cách làm y chóc như vậy thôi. Các bạn quay lại cái đấy, các bạn coi lại cái bài lắp 5, bài 2, bài giỏ hàng. Ok, đó. Vậy là add vào giỏ hàng là tôi đã làm được rồi. Add vào giỏ hàng là làm xong rồi. Rồi, bây giờ quan trọng là tôi click chuột như thế này vào anh này thì nó sẽ nhảy sang một cái bảng giỏ hàng. Ok, và bảng giỏ hàng này thì các bạn làm đơn giản thôi, có nghĩa là các bạn tạo cho cô một cái bảng, một cái file là giỏ hàng, đúng không ạ? À, giỏ hàng .html nhé. Rồi, à, trong bảng giỏ hàng này thì các bạn làm cũng gần giống index đây. À, tôi làm lại cái detail đi ha. Đây, chi tiết nào. Ctrl A, Ctrl C. Rồi, giỏ hàng là Ctrl A, Ctrl V. Các bạn sửa lại, rồi bỏ luôn cái script này đi ha. Rồi, bỏ luôn cái CSS này đi. Đấy, các bạn nên tách nó ra nhé. Rồi, cái div, cái div mà inner này nè, cô sẽ bôi nó lại. Rồi, cô sẽ làm bảng giỏ hàng ở đây. Đấy, khi cô click chuột thì nó sẽ nhảy sang bảng giỏ hàng. Thì cái chỗ cái button này nè, click này nè. Ok, button đấy là nằm ở trên cái index. Ok, đây, button này. Cô click cái icon này hoặc cô click vào cái div này nè. Ok không ạ? Thì nó sẽ đây, class có đặt là class là
sâu giỏ hàng đúng không? Sâu khạt. Hay là direct nhảy tới giỏ hàng khạt. Ok. Rồi, tôi viết cái hàm này. Đó, cô viết được cái hàm này. Function. Rồi, location chấm href gán bằng, tôi gõ bằng cái là giỏ hàng chấm html được chưa? Đấy, bấm cái nhảy chưa? Rồi khoan, cô bị nhầm. Cô bị nhầm, sorry. Class không bằng cái này được. Class bằng gì ạ? Để cái này phải là on click đúng không ạ? On click. Đấy. On click. Nó không cho on click vào thằng này hả? Rồi. Lưu chưa? Chưa lưu mà. Rồi. Được chưa? Ok. Rồi. Cái class giỏ hàng này nè, các bạn để cho cô cái set s là style là gì đấy ạ? Chấm giỏ hàng cursor 2 pointer. Ok, đấy, nó như là đưa cái bàn tay vào đây, chấm giỏ hàng. Ok. À cái quân bên này. Được chưa? Ôi à, có bàn tay của cô đâu rồi? Đây. Được chưa? Bàn tay nè. Đấy, khạt. Ok chưa? Rồi à, vậy thôi các bạn bấm nhảy sang bây giờ nhá. Rồi. Thì khi các bạn bấm nhảy sang thì bên này nó sẽ phải đầu tiên nó phải nhận được, nó phải nhìn thấy được cái danh mục giỏ hàng của mình. Cái mà tôi lưu ở bên bảng bảng kia nó phải nhìn thấy. Được chưa? Hai nữa là trên cái số lượng trên này nó cũng phải nhìn thấy. Đúng chưa? Ok. Thứ ba nữa là bên kia để như thế nào thì bên này để vậy. Ok. Vậy bây giờ nhiệm vụ các bạn là phải copy cái style này đưa vào nè. Giỏ hàng của cô đâu? Đây. Tôi copy cái style tôi đưa vào. Ok. Hai nữa là tôi sẽ, rồi ok, đấy nó cũng có bàn tay. Rồi số lượng thì làm sao bên này nhìn thấy? Rồi các bạn nhìn nhé, số lượng này, muốn số lượng nhìn thấy thứ nhất là các bạn thấy là đây, query selector cut number index, các bạn phải thay bằng cái số lượng đây, được chưa? Ctrl C đúng không, copy đưa sang giỏ hàng. Ctrl V. À, tuy nhiên là số lượng ở đâu ra? Đấy, không thể lấy ở bên trang kia được. Hai trang không thể truyền giá trị cho nhau được. Thì các bạn có một cách để các bạn lưu nó vào cái local storage. Nghĩa là cái số lượng này các bạn phải được lưu vào một cái biến local storage. Vậy tôi sẽ lưu cái biến này vào, tức là local storage chấm set item. Rồi cái này tôi để đặt tên cho nó, cái này là một cặp key và value, tôi sẽ đặt tên cho nó, đặt tên của nó là số lượng giỏ hàng, giỏ quantity, quantity total quantity, tức là tổng số lượng, được chưa? Tổng số lượng. Rồi, ok. Lưu nó lại. Rồi các bạn xem nó lưu ở đâu nhá. Rồi nhìn nào, add card cái, nhấn F12. Nó sẽ lưu vào application. Và các bạn thấy là có cái my card rồi. Đây, add card cái nữa. À, từ từ, cái này là add card đúng rồi,
Cái này là số lượng này bắt buộc cô phải chuyển nó thành thành số à thành chữ cộng thêm cái chuỗi nữa là nó sẽ biến thành chữ nhá. Chạy lại nè. Rồi add cái. Thấy total quantity chưa? Ra số 1 chưa? Add cái. Ra số 2 chưa? Đó, add cái. Ra số 3 chưa? Ok. À, vậy là các bạn lưu nó lại. Và giỏ hàng này nó nhìn thấy bằng cách là các bạn lấy nó ra. Let số lượng gán bằng local storage. Khi nãy là set item để gán, bây giờ lấy thì phải là get. Get item. Và khi nãy đặt key là gì thì bây giờ lấy ngược lại key là cái đó. Total quantity. Rồi lưu lại. Rồi chạy. Add card. Add card đúng không? Bên này bấm nhảy sang. Bên này vẫn giữ số 2. Thấy chưa? Ok. Rồi tương tự như vậy, cái giỏ hàng cũng phải được lưu vào storage. Đây cô lưu rồi. Vậy mình sẽ lưu hai cái đồng chí này vào. Mình sẽ lưu hai anh này vào. À vào cái biến, gọi là biến vùng lưu trữ của web á, gọi là web storage á. Thì nó có hai cái, một là local storage, hai là section storage. Ok, mình lưu vào local thì nó bền vững, các bạn tách đi mở lại nó vẫn còn. Tắt đi mở lại nó vẫn còn. Ok, vậy tôi đã lưu cái gì đấy ạ? À, lưu số lượng và lưu card vào. Thì bên này tôi cũng nhìn thấy cái card. Let card đúng không ạ? Hoặc là array đi ha, array card. Nó sẽ gán bằng các bạn đang ở chuỗi, các bạn lấy sang, các bạn phải convert nó sang cái object thì reason chấm gì á? Chấm pass. Rồi mình get item cái card của mình ra nhé. Get item cái card. Và các bạn coi cái card của mình đang đặt là cái gì ạ? Đang đặt là my card nè. Ok, tôi để vào đây. Tôi lấy nó ra. Rồi các bạn có thể lock lại cái array card là biết liền ha. Lock lại check để biết được cái array card của tôi là cái gì. Ok, rồi. Rồi, lock của cô. Đấy, hiện tại là cô đang có hai mảng. Ok chưa? Mảng hai phân tử. Phân tử 0, phân tử 1. Rồi tôi back lại. Tôi add thêm cái nữa. À, cái back lại cái này trở về 0 á. Lý do vì sao ạ? Tôi đang chưa lấy từ từ local. Back lại này nó trở về cái 2 này. Back lại này trở về 0 này. Lý do là gì đấy ạ? Lý do là cái số lượng này tôi đang gán nó bằng 0, tôi không lấy từ local storage xuống. Hiểu không ạ? Muốn vậy tôi phải lấy trực tiếp từ local storage xuống cơ. Ok. À rồi, bây giờ tôi add card cái nữa này. Thì cái này nó cũng bị chuyển sang 1, nhưng mà cái mảng của tôi vẫn là 3 phần tử. Đâu rồi? À, array card tôi đang gán quay trở lại cho nên nó gán bằng 0. Ok. Vậy các bạn muốn chuyển đi chuyển lại, nghe nhé. Chuyển giữa các trang mà cái giỏ hàng nó vẫn giữ được lấy từ local storage xuống á, hiểu không ạ? Vẫn đúng. Thì các bạn bắt buộc phải xử lý một chỗ. Cái chỗ này nè. À, mình không thể gán card bằng rỗng và số lượng bằng không được. Hiểu ý không ạ? Bây giờ tôi sẽ xử lý như này nè. Card tôi sẽ lấy, số lượng tôi sẽ lấy từ cái local storage. Chấm get item. À, total quantity. Nếu cái này mà bằng undefined. Nếu cái này là bằng undefined. Thì tôi sẽ gán nó bằng 0. Đúng không? Còn ngược lại thì tôi lấy bằng chính nó. Đúng chưa?
Cái này biết không ạ? Cái ký tự chấm hỏi hai chấm biết không ạ? Không biết. À, cái ngôn ngữ Java có, ngôn ngữ C có nhá, có học luôn rồi. Gọi là toán tử ba ngôi, chấm hỏi hai chấm. Còn nếu các bạn mà cảm thấy quá khó hiểu thì các bạn sẽ như này: tôi gán số lượng bằng cái anh này, nó viết tương đương nha. Nếu số lượng mà bằng bằng undefined thì tôi gán số lượng bằng gì á? Bằng không, đúng không ạ? Tương tự với mạng, tôi cũng gán bằng anh này. Tôi ép kiểu nó, tôi ép kiểu nó, cái này, cái card này tôi phải ép kiểu nhé. Số lượng cái này tôi gán bằng bằng anh này, thay bằng cái MyCat. Đây. Chưa? Rồi các bạn lock nó ra cái biết liền nhé. Lock cái anh này nào. ArrayCat là biết liền. Rồi. Bây giờ tôi sẽ xóa hết tất cả những thứ có trong này. Tôi clear hết đi. Delete. Tôi delete hết nha. Delete hết nha. Ok. Có như không có gì đúng không ạ? Mình chạy lại nè. Đâu rồi? Nó là null. Không phải undefined mà là null. Vậy thì cái này các bạn thay bằng null. Đúng không? Đấy. Các bạn lock ra số lượng là các bạn biết liền. Được chưa? À, số lượng vẫn null à? Bằng bằng null. Từ bằng bằng null, bằng bằng null. Nếu số lượng bằng bằng null thì nó phải là gán lược. Rồi, gán bằng không nào. Thấy chưa? Nếu số lượng mà null thì nó gán bằng không. Tương tự anh này mà là null thì sao ạ? Thì tôi if cái array card mà bằng null thì tôi sẽ gán array card này bằng rỗng. Ngược lại thì tôi sẽ gán cái array card này gán bằng ép kiểu nó reason.pass. Đúng chưa? Nghĩa là nó chưa có gì. Nếu như ở trong cái local storage chưa có gì cả thì tôi sẽ làm gì các bạn? Gán giá trị ban đầu cho nó là không. Còn nếu nó có rồi thì lấy ở trên cái local storage xuống. Ok không? Rồi, test nha. Assignment constant value. À, lỗi ở dòng mấy ạ? 37. Array card. À, chết rồi. Tài cô để constant. Để let dùm cô nha. Hết lỗi nha. Tại vì constant nó là gì ạ? Nó hằng số thì không thể gán giá trị cho nó được. Rồi, add card nè. 1 2 3. Tôi quay lại. Tôi back lại. À, nó vẫn giữ là 0. Tại sao? Tôi back lại tại sao lại giữ là 0? Chờ cô một xíu. Nó vẫn là số 3 này các bạn. Số 3. Số lượng của cô.
Làm sao mà không? Không thể nào. Nó vẫn là 3 này. Rồi. Cô lấy cái số lượng này. Cô coi trong cái ẹt cạt nha. À. Ok, biết vì sao không? Biết vì sao nó không không? Tại vì cái này nó chỉ thực sự gán khi nào ạ? Tôi click chuột thôi. Thông tin các bạn click chuột cái nó sẽ nhảy lên 4 nè. Thấy không? Cho nên các bạn phải có một cái để set cái giá trị ban đầu cho nó. Set ở đâu cũng được. Set ở trên cái tech á. Set ở đâu cũng được. Thích set ở đâu set à? Set đây luôn đi. À quên, set cái thằng này bằng đúng số lượng. Còn anh này là để cập nhật số lượng thôi. Đấy, cho nên làm mấy cái này các bạn thấy xử lý rất nhiều logic luôn. Xử lý rất nhiều logic luôn. Rồi quay lại nè. Vào đây. Back lại. Thấy chưa? Hết chưa? Rồi thêm cái nữa là 5 nè. Được chưa? Ok. Rồi. À. Vậy là các bạn đã xong được cái phần gọi là phần xử lý về dữ liệu. Bây giờ các bạn chỉ cần đổ dữ liệu lên đây thôi. Đổ dữ liệu lên đây thôi. Đúng không ạ? Ở đây các bạn dùng cho cô cái thẻ table. Đổ, cô đổ đơn giản nhé. Không cần đẹp nhé. Tại vì cũng rất mất thời gian. Vậy là trong cái giỏ hàng này nè các bạn, cô để đây là một cái table. Table. Đó. Các bạn có thể để ID là table card. Ok. Rồi, bắt đầu đổ dữ liệu nào. Cô sẽ để cái TR TH nhân các bạn có bao nhiêu cột ạ? Cô xem dữ liệu các bạn có những cái gì nhé. Các bạn sẽ đổ ra là mã thì không lấy nhé, mã không show lên. Các bạn show tên là một này. Hình đại diện là hai nè, là lấy cái hình đầu tiên. Giá là 3 này. Số lượng là 4, chính xác. Thành tiền là 5. Cái tổng tiền á là 5. Đồng ý không ạ? Rồi, vậy mình sẽ có 5 cột. 5 cột thì mình sẽ là nhân 5. Đúng chưa? Cái này sẽ là gì ạ? Tên. Đúng không? Name, tên, sản phẩm. Cái dưới là hình. Hình trước hay là tên trước? Thôi không sao. Hình tên gì cũng được đúng không? Hình. À cô thấy hình trước. Đúng không? Ở cái nào cũng được, mình làm cho vui thôi. Rồi đến giá đúng không? Số lượng. Thành tiền. Tức ghê nhỉ. Đấy, thành tiền. Rồi. Ok. Cô sẽ có một cái dòng dữ liệu ở dưới. Ok, cô sẽ đổ lên. Thì bây giờ có nhiều cách để đổ. Có thể dùng Append Child để các bạn nối nối cái thằng thẻ này, hoặc là các bạn nối chuỗi. Ok, nối chuỗi thì cô sẽ dùng cái cách nối chuỗi ha. Đây. Cái sản phẩm này array card các bạn có rồi. Được chưa? Có rồi. Bây giờ các bạn nào. Thứ nhất là các bạn sẽ tạo ra cái chuỗi là chuỗi header. Đúng không ạ? Last header. Cô sẽ gán bằng anh này. Các bạn để dấu huyền đi ạ. Các bạn copy anh này vào. Ctrl X. Thảo vào đây. Đây là cái chuỗi header. Được chưa? Rồi. Cái chuỗi mà data. Let. Let mà structure data.
các bạn sẽ gán bằng cũng vậy. Nhưng các bạn không phải thẻ TH đâu nhá, mà thẻ TD. Rồi cô viết lại các bạn coi nhá. Các bạn sẽ có TR nè, đúng không? TD nhân 5 nè, có 5 cái thẻ TD. Cái thứ nhất là cái tên. Cái thứ hai là cái hình có phải là thẻ IMG không? Đúng không? IMG circle bằng chấm sẹt. Cô lấy đại một cái hình nào đó để các bạn coi ha. Cái hình sản phẩm 1 đi ha. Đó. Ok. Cái width các bạn để nhỏ nhỏ thôi, ví dụ như là 50 pixel, hay các bạn để cho cô 50 pixel. Đó. Rồi, chạy thử nhé. Hình nhỏ nhỏ xinh xinh, được chưa? Rồi, sau đấy đến số lượng. Số lượng, giá và số lượng. Số lượng thì các bạn tạm thời các bạn fix cái số lượng, hiểu không ạ? Nhưng các bạn vẫn có thể thay đổi được số lượng này. Thì để thay đổi số lượng này, các bạn thêm cho cô mấy cái chơi chơi, dấu cộng, dấu trừ, đúng không? Đúng không ạ? Rồi, các bạn để dấu cộng, dấu trừ vào đây. Các bạn để cái button, hoặc là để thẻ A. Để thẻ A, đúng không ạ? Hay là để button ạ? Button, dấu cộng, để một cái button, dấu trừ. Trừ, trừ trước, cộng sau. Trừ đây, cộng đây. Rồi, và để một cái input type bằng number. Đó. Name, ID, text, quantity. Đặt tên cho nó. Cái này cũng là text, quantity. Đặt tên cho nó. Chạy ra gì? À, ra dấu cộng, dấu trừ ghê quá. Đúng không ạ? Đó. Thì các bạn, cái này để kích thước thì để style bằng width. Width để khoảng 40 pixel thôi. Nhỏ nhỏ xinh xinh. Được chưa? Ok. Rồi. Vậy thôi. Vậy thôi nhé. Có thêm thích thêm nút xóa nữa không? Có nút xóa vào cuối không? Có đúng không? Thêm một cái nút xóa nữa ở đây. TD. Đây, nếu thêm nút xóa thì phải button đúng không? Button xóa. Đó, thêm nút xóa. Rồi, table thì để cái border. Border bằng 1. Ok. Rồi, để cái width. Width 100% cho cô ha. 90% đi. Đó, nó giãn ra. Rồi, sau này các bạn sửa xong nhé. Cô chỉ làm cái này thôi. Rồi, vậy là xương xương vậy thôi. Còn anh này thêm cho cô một cái thẻ TH nữa và không để gì cả. Để thẻ TH và để rỗng thôi. Để rỗng thôi. Không để gì cả. Ok. Rồi. Vậy cô lấy cái chuỗi này, cô sẽ đổ dữ liệu vào. Nhìn cô đổ dữ liệu vào nhé. Cái string data này, cô đầu tiên để nó rỗng. Để nó rỗng. Được chưa? Rồi, sau đó cô sẽ dùng vùng lập, cô duyệt cái mảng này. Bây giờ mới đổ dữ liệu lên cái bảng khi nãy nhá. Cái ra dòng khi nãy đó. Dòng khi nãy là dòng dữ liệu đó. Dòng này là dòng header này. Rồi, cái này cô sẽ for. Dùng for x. Ê, sao mày của cô giờ nó lốt chậm như ta. Rồi, cái này là item. Item là các cái phần tử của nó.
Tức là mảng này 10 phần tử thì nó sẽ có 10 cái item. Mỗi lần nó duyệt một cái item. Item này là từng cái phần tử của mảng. Rồi bây giờ tôi mới đổ lên nè. String data cộng bằng nối chuỗi hai dấu huyền. Rồi tôi copy cái đống này các bạn nha. Tôi copy cái đống này nè. Thấy không? Ctrl X. Thả xuống hai dấu bằng này. Ctrl V. Đấy là cái hay của cái dấu bằng đấy các bạn. Không cần chỉnh bất kỳ một cái gì. Bây giờ mới đổ dữ liệu vào nào. Nhìn nhá. Cái chỗ này để tên đúng không ạ? Thì để viết cái gì ạ? Đổ dữ liệu thì viết cái gì vào đây ạ? Đô la. Dấu mốc nhọn. Item.name. Khoan coi chấm gì đã. Chấm tên. Item.tên. Rồi tôi bôi này, tôi copy xuống thôi. Rồi cái chỗ này là chấm hình. À chưa đúng, item.name không đúng. Bởi vì là cái sản phẩm kích hạt của tôi bây giờ nó khác rồi. Card tôi lưu trữ khác này các bạn. Card của tôi bây giờ lưu trữ khác nha. Đây. Nó muốn vào được cái tên thì phải qua cái chữ sản phẩm nè. Phải là item nè, chấm sản phẩm xong rồi đến chấm chấm tên. Tại vì cái sản phẩm là một phần tử con của mảng. Đấy. Vậy là item chấm sản phẩm xong rồi chấm tên. Còn hình thì có item chấm sản phẩm chấm hình. Nhưng là hình là mảng cho nên là tôi sẽ lấy phần tử đầu tiên của mảng. Rồi tiếp. Giá. Giá là anh này. Số lượng. Số lượng là tôi để trong cái value. Các bạn nhìn nè. Tôi để trong cái value. Bằng. Số lượng phải để trong value. Và cái này là để không có sản phẩm nữa. Tại vì số lượng tôi đang để là quantity. Số lượng nó ngang cấp nè. Số lượng là đang để là quantity đây nè. Số quantity với sản phẩm nó ngang hàng nhau nè. Rồi trong sản phẩm thì có những phân tử con của nó nè. Rồi trong hình thì lại có nhiều hình nè. Thấy không? Ok. Rồi. Còn cái TD này là thành tiền. Thành tiền thì nó bằng giá nhân với. Nhân với gì ạ? Số lượng. Tức là item.quantity. Hết. Rồi. Chưa chạy đâu. Bây giờ muốn nó chạy thì phải làm gì ạ? Tôi phải nối nè. À, nối header vào với data. Xong tôi gán ngược lại vào cho table. Table card. Vậy tôi sẽ lấy gì đây ạ? Table card. Document. Chấm. Query. Selector. Lấy là ID. Là table card. Chấm. Inner HTML. Nhớ là inner HTML bằng. Rồi còng chuỗi. Còng cái header này. Còng cho cái data. Ok. Chấm. Ra chưa? Ra chưa? Hình chưa? Số lượng chuẩn chưa? Giá thanh tiền chưa? Nhân 2 ra chưa? Rồi ok. Ngon lành không? Đó. Ok. Thế thôi. Còn tổng thì lấy nhân số lượng, lại tổng thì tổng tiền thì để dễ, để dưới thôi các bạn. Đây. Các bạn thêm cho cô một cái dòng tổng tiền nữa. Đây, cái tổng tiền sẽ là một thẻ, một cái gì cũng được,
một cái thẻ tổng ở dưới đi ha. Sau cái table này nè, các bạn để cho cô cái thẻ thẻ P hoặc là thẻ div. Rồi. Rồi là ID là bằng tổng tiền. Rồi. Ok, for này thì các bạn lấy tổng gắn gắn trước for này, các bạn gắn tổng bằng 0. Rồi. Cái này tổng cộng bằng cái item chấm sản phẩm chấm quantity nhân cho item chấm sản phẩm chấm quantity, còn sản phẩm thì sao ạ? Chấm giá, đúng không? Sau đó ra khỏi anh này, cái này là tổng tiền, cái này là tổng thôi, tổng cộng với chữ đô la, cô để đô la cho vui thôi. Đấy, ra chưa? Ok chưa? Để các bạn sửa lại cái này cho đẹp. Nói chung là bây giờ nhiệm vụ các bạn là làm lại cho đẹp thôi. Giờ cô back lại, cô add card cái nữa, ra 6, ra anh này, có này 2 rồi này, thấy chưa? Ok. Rồi cái nào chưa có nữa in vào luôn, cái cuối có chưa? 7. Cái nào 2 nữa? 2. Rồi cái cuối xem có tăng lên 3 không nhá. Cái cuối tăng lên 3 không? Tăng lên 3 rồi nè. Được chưa? Đó thế thôi. Ok, đến đây là các bạn đã xong cái phần giỏ hàng rồi. Rồi, còn một cái phần xử lý nữa nha các bạn, là ấn vào chi tiết thì cái này vẫn hiển thị giống khi nãy. Được chưa? Và add vào giỏ hàng thì nó vẫn nhảy như thế. Ok, ấn vào chi tiết và chi tiết vào chi tiết thì vẫn có thể add giỏ hàng được. Ở ngoài cũng add được và nó phải thông suốt. Rồi, cái này cô sẽ làm tiếp vào phần sau.